Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Ship Mobile. Hôm nay mình sẽ bóc hộp phục vụ anh em model Xiaomi Mix Fold 2. Model này cũng được Xiaomi giới thiệu vào ngày 11 tháng 8 năm 2022 và mở bán vào ngày 16 tháng 8. Thì hôm nay mình đã có trên tay để phục vụ anh em. Model mình chuẩn bị giới thiệu với anh em là phiên bản cao cấp nhất của Mix Fold 2, phiên bản 12256 rồi. Mình sẽ bóc hộp phục vụ anh em model phiên bản là 1TB, là 1024GB anh em nhé. Và đây là phiên bản màu gold. Năm nay thì Mix Fold 2 sẽ có hai phiên bản màu sắc, đó là màu đen và màu gold. Ba phiên bản về cấu hình, đó là phiên bản 12256, 12512 và 12/1024GB. Phiên bản cao cấp nhất này thì hiện tại giá của nó khoảng 47-48 triệu anh em nhé. Còn phiên bản tầm trung 512GB thì có giá khoảng 40 triệu. Phiên bản 256GB thì khoảng 35 triệu anh em ạ. Ok, tiến hành thôi. Xiaomi cũng đã vào thị trường máy gập này khoảng 1 năm với sự xuất hiện của model Mix Fold 1 ra mắt vào năm 2021 anh em nhé. Trên Mix Fold 1 thì sẽ có khá nhiều hạn chế, do đó là phiên bản đầu tay của Xiaomi. Hạn chế đến về việc thiết kế này, rồi tối ưu phần mềm này, vân vân. Để xem cái phiên bản đời 2 này thì Xiaomi sẽ xử lý các cái hạn chế của phiên bản đời 1 như thế nào. Cách đóng hộp thì khá giống thế hệ thứ nhất anh em ạ. Vẫn là một cái thiết kế như hai cánh cửa mở ra này, một cái tấm sticker. Mình sẽ để máy sang một bên. Bên trong hộp hãng người ta sẽ cho anh em một cái cây, một cái ốp lưng này ạ. Ốp lưng năm nay hãng người ta đã thiết kế lại và nó rất là đẹp cũng như là tiện ích. Cái tiện ích này thì có lẽ là Xiaomi đã học theo Huawei. Huawei mình thấy là người ta sáng tạo ra cái thanh để kê máy như thế này từ trước. Rất là tiện dụng anh em ạ. Anh em lắp vào sau đó có thể chống máy lên để xem phim. Nó sẽ dạng như thế này anh em nhé. Đó, anh em kê máy lên. Mình sẽ không lắp thử cho anh em xem được, mình sẽ mô phỏng như vậy thôi, bởi vì lắp thử vào sợ nó xước máy anh em ạ. Đây là phiên bản cao cấp nhất mà khách hàng người ta cũng chỉ, anh ấy cũng chỉ hỗ trợ cho bên mình mở hộp và cài đặt các dịch vụ Google Play cũng như là việc hóa máy thôi. Còn các cái phụ kiện này mình sẽ không động đến để đảm bảo hàng đến tay khách hàng được mới nhất. Ở đây chúng ta sẽ có một cái adapter là 67W A2C, cũng không có gì đáng nói về cái củ sạc này cả. Nó tương tự như các điện thoại của Xiaomi, không có gì đáng bàn. Cáp sạc mình nghĩ cũng vậy thôi. Ok, một sợi cáp như truyền thống và được tặng một cái jack chuyển đổi 3.5 sang Type-C. Quay chọc SIM họ sẽ dắt ở đây, anh em để ý không lại không biết. Như vậy là về phần phụ kiện thì chỉ có một điểm đặc biệt nhất, đó chính là cái ốp lưng. Ngoài ra không có gì là khác biệt cả. Anh em sẽ đến với cả máy luôn. Cầm máy lên thì cảm giác đầu tiên của anh em sẽ là nó rất là nhẹ. Nó nhẹ và nó mỏng anh em ạ. Ủa, có dán một cái siêu ở đây. Có dán một cái niêm phong ở đây và không thể rút được máy ra. Khá là run tay anh em ạ. Anh em sử dụng máy thì có thể là xé một phát thì nó bung ra ngay. Tuy nhiên đây là mình đang chỉ bóc hộp giới thiệu với anh em thôi. Còn máy là máy của khách hàng, do đó mình sẽ cần phải nắn nót hơn trong cái việc bóc máy.
tuy nhiên còn nắn nót đến mấy đi chăng nữa thì đây nó dạng như một cái tem niêm phong để phân biệt máy cũ và máy mới. Anh em không thể nào cút máy ra được, không thể nào tháo máy ra khỏi cái bao này được, buộc phải bóc siêu. Và đây chính là cái siêu mà để đảm bảo cho anh em một chiếc máy hoàn toàn mới. Nhưng em thấy là bóc ra thì không thể dán lại được, nó như dạng tem vỡ ấy. Ok, không sao, mình đã được sự đồng ý của khách hàng rồi và mình sẽ bóc em nó ra. Một thiết kế rất là đẹp. Siêu mỏng anh em ạ. Và mình khá thích cái màu gold. Màu gold nó tạo cho anh em một cái cảm giác rất là sang trọng. Ok, đi vào các chi tiết thôi. Anh em sẽ có loa Harman Kardon. Đây là cụm loa bên trên. Khay đựng sim. Đây anh em sẽ có một cái mic phụ và một cái cổng hồng ngoại. Trên dòng cao cấp này mà vẫn giữ được cổng hồng ngoại cho. Ở cạnh phải anh em sẽ có một phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng rất là chắc chắn anh em ạ, không có độ dơ mấy. Cạnh đáy anh em sẽ có một cổng sạc, mic chính và cụm loa chính. Bên trái này thì sẽ không có một chi tiết nào cả. Tiếp bước thế hệ Xiaomi 12S series thì trên Mixphone cũng được trang bị camera của Leica. Máy vẫn được trang bị phần mềm MIUI 13. Và tính đến thời điểm hiện tại thì model này vẫn chưa được bán ra thị trường quốc tế. Và đây là phiên bản sách tay từ thị trường Trung Quốc. Ngay sau đây mình sẽ tiến hành cài đặt các dịch vụ của Google Play và việt hóa một phần máy cho anh em. Anh em chờ chút, mình sẽ quay trở lại ngay sau đây. Bên em vừa cài xong cho Mixphone 2 các dịch vụ Google Play và việt hóa một phần toàn bộ máy. Như em thấy thì với Mixphone 2 thì Xiaomi người ta sẽ không làm camera ở trong cái màn hình lớn này, trong màn hình chính này, mà họ sẽ dùng cái màn hình phụ này để cho anh em thực hiện các cuộc gọi video call cũng như là chụp ảnh selfie. Camera nó sẽ nằm ở vị trí này anh em nhé, cam trước đây. Theo mình nghĩ đây là một trong những thiết kế khá là hay của Xiaomi, bởi vì đa số anh em khi cần video call thì sẽ muốn cầm máy một cách nó nhỏ gọn và nó chắc chắn hơn, nên là anh em sẽ gập máy lại thì nó sẽ hợp lý hơn so với việc sử dụng camera trước ở phía trong màn hình lớn. Rất xin lỗi anh em là hôm nay bên mình cũng khá là bận, nên là sẽ chỉ giới thiệu với anh em một cách rất là sơ lược thôi. Không thể có thời gian để đi với anh em thật kỹ từng chi tiết được. Thôi nhân tiện làm một tí music đi.
Về âm thanh thì Mic Pro 2 này nó lại nhỏ hơn so với Mic Pro 1 anh em ạ. Nó nhỏ hơn nhưng mà cái chất âm thì mình nghe có vẻ như là nó lại hay hơn một chút. Nó ấm hơn. Ok, anh em có vấn đề gì thắc mắc thì cứ comment vào bên dưới video. Mình sẽ hỗ trợ anh em giải đáp các cái thắc mắc trong phạm vi hiểu biết của mình. Còn video hôm nay thì mình chủ yếu giới thiệu với anh em về các phiên bản, màu sắc, hình thức và mức giá của Mic Pro 2. Rất xin lỗi là mình chưa thể đi vào các cái chi tiết thực sự cụ thể được, bởi vì hôm nay mình đang còn rất nhiều đơn hàng cần phải gửi trả cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu đặt hàng các sản phẩm Mic Pro 2 cũng như là các model Xiaomi, Realme, Nubia, Oppo, OnePlus thì có thể liên hệ với bên mình qua Zalo, số điện thoại là 0969 629200. Website bên mình là shipmobile.net, anh em có thể vào trực tiếp website để tham khảo các thông tin. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.